Cô Thảo mến chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề mới, khu vườn nhỏ. Và bài đầu tiên của chủ đề này là cây trong vườn. Các em biết không, thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều đẹp đẽ và kỳ diệu. Khi sống với thiên nhiên, con người chúng ta trở nên trẻ trung hơn, yêu đời hơn và lạc quan hơn. Còn gì vui hơn khi buổi sáng thức dậy, chúng ta được ngắm những khu vườn của mình. Nếu bạn nào vẫn chưa có vườn cây, thì hãy cùng cô tự tạo ra cho mình khu vườn mà mình mơ ước nhé. Các em cần chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán và băng keo hai mặt. Một, làm cây ăn quả. Các em cần chuẩn bị một tờ giấy màu nâu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm thân cây. Cô Thảo sẽ làm 3 cái thân cây cùng một lúc. Và cái tờ giấy này có kích thước là 6 x 12 cm. Tiếp đến, cô Thảo sẽ gấp đôi những tờ giấy này lại và sau đó vẽ hình thân cây. Với cách làm như thế này, chúng ta sẽ làm rất là nhanh và được 3 cái thân cây cùng một lúc. Tiếp theo, các em sẽ chuyển sang phần làm tán cây. Ở phần này, cô Thảo sẽ chọn giấy màu xanh lá cây. Với kích thước là 10 x 11 cm, các em sẽ gấp đôi tờ giấy lại và vẽ các nét cong để tạo thành tán cây. Chúng ta hãy cùng nhau cắt ra nào. Bây giờ các em sẽ đặt cái thân cây vào vị trí tán cây, làm sao cho nó hợp lý, và dùng bút chì để đánh dấu trong những phần tán. Làm như thế thì các em sẽ có được những cái cây bằng nhau. Sau đó các em dùng hồ dán, dán phần thân cây vào trong phần tán cây. Tiếp theo, các em sẽ bôi hồ một nửa phần sau của cái cây. Và chúng ta sẽ dán 3 cái cây này lại với nhau, tạo thành
một cây thôi. Với cách làm như thế này, các em sẽ tạo được một cái cây và nó có thể đứng được. Bây giờ cô Thảo sẽ cắt quả xoài bằng tờ giấy màu vàng nhé. Sau đó thì các em cùng cô dán lên cái cây của chúng ta vừa làm nào. Bạn nào thích ăn quả gì thì chúng ta sẽ cắt quả đó các em nhé. Với cái cây này, cô Thảo sẽ làm được 3 loại cây khác nhau. Đó là cây xoài, cây táo và cây cam. Hai, làm cây chuối. Đầu tiên chúng ta sẽ làm lá trước. Cô Thảo sẽ chuẩn bị hai tờ giấy, một tờ giấy to và một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy to thì chúng ta sẽ làm tàu lá chuối to, còn tờ giấy nhỏ chúng ta sẽ làm tàu lá chuối nhỏ. Ở tàu lá chuối nhỏ thì các em sẽ gấp lại thành 5 phần và sau đó các em sẽ vẽ thành hình lá. Quan sát cách làm của cô Thảo nhé. Còn đối với tờ giấy to thì các em sẽ gấp lại cho cô thành 4 phần, chúng ta sẽ cắt được 4 chiếc lá. Để cho giống chiếc lá chuối hơn, các em sẽ cắt giống như cô để tạo ra được những tàu lá chuối bị rách. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy đối với những chiếc lá chuối nhỏ luôn nhé. Bây giờ các em chuẩn bị cho cô một tờ giấy nhỏ, sau đó cuộn cái tờ giấy này lại để chúng ta dán phần lá chuối lại với nhau. Thank you.
Sau khi các em làm lá xong rồi thì bây giờ các em sẽ chuẩn bị một tờ giấy để chúng ta làm thân của cây chuối. Thân của cây chuối thì cô Thảo sẽ cắt thành hình thang có đáy là một đầu là 5 cm, một đầu là 9 cm các em nhé. Sau đó các em sẽ quấn lại để tạo thành thân cây chuối tròn tròn. Ở phía trên thì sẽ nhỏ hơn ở phía dưới các em nha. Và tiếp đến, để cho cây chuối này đứng được thì các em sẽ cắt ở phía dưới ra và dán nó vào một cái tờ giấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn cái phần lá chuối vào phần thân của cây chuối. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được cây chuối rồi. Và cô Thảo tạo ra được 2 cây chuối luôn nè. Các em thấy có đẹp không? 3. Làm cây cỏ. Các em có nhớ cách gấp quạt không? Thì bụi cỏ mà cô muốn làm theo hình thức gấp quạt đấy. Các em cùng quan sát nhé. Làm ngôi nhà. Để cho khu vườn trở nên sinh động hơn, các em cùng cô hãy làm một ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở trong khu vườn nữa nhé. Thì đầu tiên cô Thảo chuẩn bị một tờ giấy màu nâu để làm tường nhà. Các em có thể làm theo kích thước mà cô Thảo cho nhé. Ở phần mái thì các em sẽ cắt dư ra một đoạn. Để làm gì các em biết không? Để chúng ta tí nữa dán vào cái phần mái nhà ở phía trên đấy. Sau đó các em sẽ gấp lại để tạo thành hình khối của ngôi nhà. Và chúng ta sẽ dán những mặt phẳng này lại với nhau. Vậy là chúng ta đã được cái khung của ngôi nhà rồi. Tiếp theo thì cô Thảo sẽ chuẩn bị một tờ giấy hình vuông với màu nâu đậm hơn để làm mái nhà. Ngôi nhà về phần cơ bản đã xong rồi. Bây giờ cô Thảo sẽ dán cửa chính
cửa sổ. Trong ngôi nhà nữa là xong. Các em sẽ cùng cô tạo nên một khu vườn nhỏ xinh với nhiều loại cây ăn trái và ngôi nhà nhỏ nữa nhé. Chúng ta cùng xem thành quả nào. Bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Cô mong rằng các em sẽ tạo được những loại cây trong khu vườn của mình. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.